Xin chào các bạn, trên tay của mình là chiếc iPad Air 2, một sản phẩm của Apple đã 9 năm tuổi rồi. Và hiện tại mức giá của em nó sẽ chỉ loanh quanh khoảng trên dưới 3 triệu mà thôi. Vậy thì trong video ngày hôm nay, hãy cùng mình phân tích xem với mức giá rẻ như vậy thì chiếc iPad Air 2 sẽ làm được những gì, cũng như điểm mạnh và điểm yếu ra sao so với cả những sản phẩm khác cùng tầm tiền. Ok, bắt đầu nhé. Rồi, chi tiết mức giá của chiếc iPad Air 2 các bạn có thể kích vào link dưới phần mô tả của video nha. Và bình thường các kênh khác ấy, họ sẽ khen chiếc iPad Air 2 trước rồi chê sau, nhưng mà mình sẽ làm ngược lại nha, mình sẽ chê trước. Đó. Rồi, điểm chê đầu tiên chính là về mặt bộ nhớ của máy. Chiếc máy mình cầm trên tay sẽ là phiên bản bộ nhớ 32GB, tuy nhiên cũng chỉ đủ dùng cơ bản nhất mà thôi. Các bạn cài app mạng xã hội này cộng với cả một vài game nhẹ thì ok, tuy nhiên chỉ cần xuất hiện một game nặng, mình ví dụ như COD chẳng hạn. Hôm trước thì bọn mình có cài liên quân với cả COD để test game ấy, thì kết quả là máy không đủ bộ nhớ để mà các bạn tải full data của game nha. Dã man. Và trong video ngày hôm nay thì mình đã phải xóa đi cái COD rồi thì mới cài được thêm TikTok với cả Messenger. Thực sự dung lượng 32 bây giờ thì nó sẽ là hơi ít. Mình mới chỉ cài có một cái app liên quân cộng với cả Facebook, YouTube, TikTok mà chống đúng 15GB, thì tức là với phiên bản 16GB ấy, thậm chí các bạn còn không cài được cả game nhá. Game nhẹ hơn thì ok, chứ còn game này thì hơi khoai. Điểm chê tiếp theo là thực sự chiếc Air 2 thì cũng 9 năm tuổi rồi, vậy nên hiệu năng với cả nhiệt độ thì không quá ok trong tầm giá các bạn nhé. Mình sẽ thao tác thử cho các bạn xem này. Đóng mở app thì công nhận animation nó vẫn ok, nhưng mà thi thoảng nó hơi delay chút đấy. Thực sự là hơi chậm. Và đây, mình chỉ cần vào Facebook thôi, lướt rất bình thường nhẹ nhàng nha. Đấy, thi thoảng nó cũng sẽ hơi khựng một chút. Cảm giác chỉ được 30 FPS thôi, không phải được 60 đâu. Máy cũng vẫn chạy được đa nhiệm này, kiểu mở hai app cùng lúc ấy. Nhưng mà khi các bạn mở hai app thì nó còn giật hơn nữa cơ. Ôi giời, mất cả đa nhiệm. Đó, nãy giờ thì mình chỉ nghịch khoảng 5 phút thôi, phía bên phải của máy bắt đầu ấm lên thấy rõ nha, tay mình cảm nhận được luôn. Nhiệt độ của máy thực sự cũng không tốt. Uầy, bắt đầu nóng ran luôn. Chưa làm gì cả, chưa chơi game nha các bạn. Đa nhiệm cũng sẽ không quá tốt. Còn khi mà chơi game thì sao? Với chiếc iPad Air 2, mình thấy các bạn chơi mấy game mobile như kiểu Liên Quân thì ok. Chơi mức 30 FPS, máy không được hỗ trợ 60 nha. FPS khi chơi thì cũng sẽ khá ổn định. Tuy nhiên với game FPS nặng hơn thì sao? Ví dụ như COD chẳng hạn. Mặc dù 30 FPS cũng ổn định, nhưng mà thực sự chơi game bắn súng ở 30 FPS nó chán lắm các bạn ạ. Vậy nên theo mình thấy với chiếc iPad Air 2, các bạn chỉ nên chơi game nhẹ hoặc là game mobile mà thôi, game bắn súng thì bỏ qua nha. Rồi, vậy thì chiếc iPad Air 2 này sẽ có điểm mạnh gì? Đầu tiên sẽ là về thiết kế của máy. Thực sự khi mà cầm vào chiếc iPad Air 2 ấy, thì mình vẫn cảm thấy sướng hơn cả mấy con máy tính bảng bây giờ. Ví dụ như chiếc Xiaomi Pad 6 mới ra mắt chẳng hạn, về cái độ đặc này, đầm tay hay là chắc chắn ấy, không thể bằng so với cả chiếc iPad Air 2 nha các bạn. Cầm máy thực sự rất sướng luôn. Chúng ta sẽ có mặt lưng nhôm này, kim loại nha, sờ sướng cực kỳ luôn. Mặt trước thì kính này, sẽ có cái giải diamond cut rất là cao cấp, độ hoàn thiện rất cao, ăn đứt so với cả những máy tính bảng Android. Rồi thì độ mỏng nữa, em này gọi là siêu mỏng cánh luôn, nhìn rất là sang nha. Nói gì thì nói chứ thiết kế của iPad cho dù 9 năm tuổi nhưng mà nó vẫn rất đẳng cấp và không bị lỗi thời. Điểm cộng thứ hai của máy sẽ là về màn hình. Đây, mình sẽ bật một đoạn video cho các bạn xem luôn. Ôi giời, máy lốt hơi lâu các bạn thông cảm. Chip đuối mà. Mặc dù 9 năm tuổi rồi nhưng mà màn hình của chiếc iPad Air 2 vẫn quá tuyệt vời. Best choice tầm giá luôn. Màu sắc lên cực kỳ ok. Và từ đời iPad Air 2 ấy, cái lớp hiển thị cũng rất sát phần kính phía trên rồi. Vậy nên hình ảnh nó sẽ nổi bật các bạn nhé, chứ không bị chìm như kiểu iPad Air 1 này hay là iPad Gen 7, Gen 8. Đó, mình nhớ không nhầm. Trong tầm giá loanh quanh khoảng 3 triệu để mà mua máy tính bảng về xem phim ấy, thực sự iPad Air 2 rất là hợp lý, màn quá tuyệt vời luôn. Về âm thanh của máy thì sao? Tuy là máy sẽ chỉ phát ra âm thanh từ phía bên phải mà thôi, nhưng mà chất lượng cũng rất tốt nha các bạn. Âm lượng tuy là không quá to, nhưng mà cái bass đánh cực kỳ chắc luôn. Nói chung là phê. Điểm cộng tiếp theo sẽ là về camera. Mình biết là trên máy tính bảng ấy, mọi người sẽ không dùng cam nhiều, nhưng mà đó, khi cần thì các bạn vẫn có thể dùng ngon lành nha. Chất lượng ảnh rất tốt, thực sự là best choice tầm giá luôn. Mình có chụp nhanh một vài kiểu thôi. Đây, ảnh selfie thì tất nhiên nó sẽ không làm đẹp quá nhiều, nhưng mà tổng thể màu sắc nhá, rất sáng sủa. Đây, cam sau này. Và đó, với chất lượng cam trước như này thì các bạn video call thực sự rất tốt.
các bạn sẽ có FaceTime này cộng với cả iMessage đó, nhắn tin với cả gọi video call trong cộng đồng người dùng iPhone. Mình tin là cũng rất nhiều bạn cần hai cái điểm này đúng không? Và dung lượng pin của máy thì mình cũng thấy rất là ổn áp, tất nhiên là không phải quá trâu bò đâu, nhưng mà dùng được một ngày nha, dung lượng sẽ là khoảng hơn 7.300 mà on screen chắc được khoảng loanh quanh độ 5 tiếng đó. Khi mà chơi game liên tục ấy, các bạn sẽ mất khoảng 10% cho 20 phút chơi. Như vậy theo mình thấy là ok đối với một cái màn hình to như này. Và đây, cuối cùng về phần mềm của máy, chúng ta sẽ được lên phiên bản iOS 15.7.5 nha. Mình thấy phiên bản iOS này vẫn dùng ok, không có gì gọi là lỗi thời cả. Tất cả các ứng dụng vẫn cài bình thường các bạn nha. Nó lốt hơi lâu tí thôi, máy yếu thông cảm. Tổng kết lại về chiếc iPad Air 2 qua sử dụng 9 năm tuổi thì công nhận trong tầm giá em này sẽ không quá mạnh nha. Nhưng mà những giá trị khác như kiểu về màn hình này, chất lượng ra ngoài và camera thực sự vẫn quá đỉnh luôn. Những bạn tài chính không quá nhiều, cầm một chiếc máy màn hình to về để xem phim giải trí, chơi game nhẹ nhàng thì chiếc iPad Air 2 rất là hợp lý. Rồi, vậy thì các bạn thấy sao về chiếc iPad Air 2 này trong tầm giá loanh quanh khoảng trên dưới 3 triệu, có đáng mua hay không? Hãy để lại comment phía bên dưới nha. Và link mua kèm nó mức giá rẻ nhất tại Mobile City mình sẽ để dưới phần mô tả cũng như bình luận riêng của video. Giờ xin chào, bye bye.